Vâng, cho hỏi đây có phải số máy của anh Thao không ạ? À, vâng, rồi tôi đây ạ. Vâng ạ, em vừa mới xem cái chương trình của anh là về con giống đà điểu á, em muốn bắt mấy chục con anh. Thì bao giờ mình có anh ạ? Em là mang về khu vực nào để nuôi? Em về Tuyên Quang anh ạ. Tuyên Quang à? Bây giờ Vâng ạ. cũng báo cáo với em là con giống thì là nó có mùa của nó, trong khi đó là Vâng. anh vừa mới ngừng hết mùa là cách đây 2 tuần rồi. Thì Vâng ạ. mùa hàng năm thì nó sẽ rơi vào từ Tết cho đến tháng 11 dương lịch. Vâng. Anh ơi, bây giờ em muốn đăng ký thì để ra ngoài năm bắt đi anh. Đăng ký thì bây giờ em chỉ đặt cọc 500.000, xong thì em để lại cái thông tin địa chỉ số điện thoại và số lượng cái con giống em định mua ấy. Vâng ạ. Thì cái hình thức đặt cọc thì nó có 2 dạng. Dạng thứ nhất là em có thể chuyển vào tài khoản bên anh, hoặc là nếu mà không tiện chuyển tài khoản thì em có thể là chứng minh bằng cái mua thẻ cào điện thoại. Vâng. Đấy là anh cũng mở rộng ra một cái phương án hai đấy là cho nó tiện, tại vì thực ra có mấy trăm nghìn, nhiều khi có những người người ta không tiện ra ngân hàng, người ta có thể ra đại một cái tiệm điện thoại Viettel nào đấy. Thì em bắt vào tháng 2 âm lịch. Hôm đấy em bắt nhớ là 21 tháng 2 em bắt chung với một người bạn. Vâng, về em nuôi thì đến cuối năm em cũng thấy thích lắm ạ. Cảm thấy là cũng nuôi cũng dễ với lại lợi nhuận. Mình cũng thấy hài lòng ạ. Tế nhị một chút là tí là nội nhuận nhuận em hạch Vâng. toán ra là như nào? Em nuôi thì ở trên nhà em thì chung quanh xóm em là họ làm đám cưới á, thế là em thì chỗ đám thôi ạ. Em thấy cũng thấy bình thường vì năm đấy là em cũng nuôi lẫn cả lợn nữa, trà trộn nên em cũng em cảm thấy nó bình thường mà em cũng thấy lợi nhuận Con số cụ thể nó tí chia sẻ một chút đi xem nào. vâng, con số thì em cứ thịt ra em bán cho đám ấy, có mỗi con cũng được. Em thịt nhá, em thịt để bao Vâng. gồm cái công của em, và khi mà cái đám cưới đấy người ta nhận một con đấy là em tính Vâng. tổng tổng con đấy là người ta phải trả cho em bao tiền. Thế em cứ thịt em bán theo cho thịt là đám cưới này, có những phần thịt là mà nó kém chất lượng hơn, không phải thịt ngon đấy thì em bán cho những người xung quanh nhà em ăn. Vâng. Vâng ạ. Thế nhưng mà nếu thế thì đã làm kinh tế thì mình phải hạch toán nó cụ thể. Thế ví dụ như như thế thì ví dụ như một theo như anh gợi ý là tính là ví dụ như là thì một con này, ví dụ như là cái phần đám cưới người ta giả cho mình cộng vào là được 8 triệu này, còn hay là được 9 triệu này đấy. Còn cái phần gia Vâng. giảm phần không ấy mình bán lẻ đấy thì được thêm bao nhiêu chẳng hạn, thì nó có một Vâng đúng con rồi. số là tổng con đấy nó sẽ thành bao tiền đấy, còn gì nữa. Lúc đấy thì em chỉ ước tính vì là em khi em Đúng chăn thì nó lẫn với và khoảng nó khoảng lẫn với cám lợn á, lẫn với lợn nên là em không ghi rõ cái phần phần cám của nhưng mà nó. Thế là theo như chị nhớ đến giờ là khoảng khoảng như nào. em không nhớ rõ vì năm kia em lẫn lộn cả lợn nữa thì những đến con cuối cùng em có cảm thấy là và nên năm nay em muốn đặt mấy chục con để em và em muốn chăn để mình còn hạch toán kinh tế tốt hơn ạ. Thì Nếu mà năm đó anh nghĩ mình sẽ là bán. nếu mà anh nghĩ mà em mà làm được tận gốc tận ngọn đầu ra như thế Vâng. thì nó cũng sẽ được cái mức độ khoảng tầm 5 triệu đấy. Vâng đúng, em cũng cũng ước tính tầm đấy vì nó lẫn thì em chăn là lẫn chăn theo cắm lợn Nếu em mà cũng không ghi rõ. ngoài ra là em ở trên đấy mà em có cái người có cái nguồn thức ăn cho nó ăn mà nó thuận lợi nữa thì cũng rất là tốt. Vâng, ở trên em thì em chăn thêm kèm theo ngô này vì năm ấy em về em chăn cái ngô mà em thái bằng máy thái nhỏ đấy. Cái ngô sữa ngô non em thấy nó rất là tốt anh ạ. Thế là đợt trước là em lấy của anh là bao nhiêu con? À, em lấy chung với một người bạn là mỗi nhà 1 người con. Nhà 10 con, thế là hình thức lấy là như thế nào? Em không nhớ đâu, năm đó là chung thì cái anh người bạn em lấy thì về chia lại cho em ạ. À, thế thì là Vâng. bạn hôm đấy là ba ông đi xe con lên nhà anh lấy 20 con. Vâng, em năm nay em đang muốn là nếu ra ngoài năm độ tháng 2 âm lịch nếu có thì cho em bắt mấy chục con đấy ạ. Em cứ vào tầm 20-30 con một. Vâng, đúng rồi, hai Nhưng ba mươi mà em con bắt một em. trên 50 con thì em vẫn phải làm 2 lứa nhá. Nếu trên Vâng, 50 con thì phải làm 2 em đợt. bắt khoảng 20 con 1 anh ạ. 20 con một Vâng. thì mình nuôi đến cái gối nhau, thế thì nó cũng bản thân người Vâng. bán giống người ta cũng có cái sự chủ động, bởi vì thường là bọn anh bán cái đầu tầm tháng tháng 2 âm lịch, tháng 3 âm lịch thì bắt đầu nó mới đầu lốm đốm có thôi, nên là Vâng. con giống là cứ giành giật nhau thôi. Thế nên là nghĩa là khách hàng bọn em á, là cứ ai cũng muốn bắt Vâng. trước. Bọn anh thì số lượng nó đẻ ra thì nó cũng có mùa, nó có giới hạn. Vâng Nên ạ. là anh cũng đưa ra là nếu như mà em cảm thấy muốn bắt sớm thì nó ưu tiên vào cái thứ nhất là cái việc bọn em đặt cọc, cái số tiền đặt cọc nó sẽ chắc chắn hơn một chút. Thứ hai là ưu tiên những khách hàng cũ của năm ngoái.
đấy. Thứ Dạ. ba là cái việc này là đặt càng sớm càng tốt đấy. Như bọn em sẽ Dạ căn vâng cứ ạ. như có những bạn người ta đặt từ bây giờ chẳng hạn thì bọn anh phải xếp lịch lên trước. Ồ. Cái đàn to của anh bây giờ còn bao nhiêu con? Bán hết rồi. Bán là bán cho dân hay là bán cho thợ? Bán mỗi người ít. Thế mày lo mày đầu ra. Tất nhiên giờ cái sản phẩm mình bán nuôi đến 7-8 tháng rồi thì mình cũng phải lo để mà cái đường nó bán đi không có để mà chết à. Giờ Lúc ý là anh bắt 20 con đàn trước, bây giờ là đến thời điểm này là cũng có phải gì đâu, bán hết được rồi. Còn cái đàn gối thì nó bé, đấy. đàn gối vẫn nhỏ. Cái đàn cu em nó bắt đến nó hỏi mãi rồi bây giờ không có. Ai? Đằng hôm mà bắt đấy. Cái Núc bảo ba mua thì đéo ba ấy thì đéo ba mua thì rồi rồi. Thế bây giờ cái này nó có phải cái gì đâu mà mình để được đâu. Mình này không có sân bởi vì đàn kia nó cũng to rồi. Nếu mình có sân thì mình còn để thì thoải mái được. Chuẩn bị đi, chuẩn bị xem ra Tết của năm tới đây thì bắt đầu 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 mùa thì nó đẹp. Thì mình cũng tính thì bán cũng nếu mà sang ăn Tết xong mà bắt thì cũng cũng tầm này mình cũng bán thôi. Còn đàn này thì chắc tháng 2, tháng 3 thì mới bán được. Gối nhau được. Đấy, đàn này thì giờ nó mới được có gọi là gọi là Không hai hỏi tháng nữa à? chục Không 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 biết đàn nào nó có bán à? bán gà to á. Ừ. Gà to thì mình cũng có quen quái đâu. Rồi rồi. Có mấy Được, ông thì toàn rồi, mấy rồi, ông rồi. bập bõm. Em bây giờ em phải lần theo cái khổ ở trong của em nên là có khả năng còn. Thì mình thôi cứ đà bán mỗi người ít, mỗi người ít, mỗi người đôi ba con hết. Thế nên cảnh đấy là toàn nó toàn thịt cỗ à? Thì nó toàn nữa anh em thịt cỗ các thứ, mỗi người con rồi con Núc thì 2 con. Núc thì ăn đụng à? Tự ăn đụng mổ nhờ gọi nhau mổ. Núc thì tự ăn thì toàn mình coi như là mình nuôi nửa đầu thì mình cũng san sẻ đi cho nó bay hết đi cho nó gọi là nửa đầu cho nó suôn sẻ. Mình cũng không phải rắn rết gì mà mua Tính bán. làm chưa? Tính tính đàn đấy lãi được bao nhiêu chưa? Đàn 20 Đàn con ý này. thì đàn ý được có 16 con thì còn 4 con phải bán non không? Non thì nó vẫn có lãi. Không phải là con nai 4 con thì bán vừa đủ tiền cám với tiền giống. Thì 4 con đấy là không lãi nữa thì bây giờ coi như hết tính con được có 16 con thôi. 16 con thì như nào? Được gọi là đến khi mình được xuất bán thì ngon lành thì chỉ còn được có 16 con, còn 4 con là mình bán non không? 4 con nó bị chật khớp với chân bị các thứ là mình bán non. Kiểu như bán non thế thì mình vừa đủ gọi là đủ tiền cám nó ăn, mình đủ tiền giống. Thì là qua những 4 con đấy mình không tính thì mình chỉ tính được 16 con thôi. 16 con là vụ đấy, vụ này anh bỏ là cũng lãi được bao nhiêu? Chắc là tầm độ 50. 50 à? Ừ. Mình có 20 con mà lãi 50 là ngon rồi còn gì nữa. Ủa 16 con. Mình đấy là mình tính của 16 con, nếu mà nó được thêm 4 con nữa thì cũng thơm. Rồi rồi, ok, để có gì còn đàn dạ còn giờ mình vẫn để lại 1 con để Tết mình thịt đi chứ. Còn để lại con này chắc nó tầm được, giờ chắc nó tầm độ gần 90 cân. Tết có thì bán này còn còn để lại con mà thôi thì mẹ cứ mình nuôi đàn đầu tiên cứ cho nó suôn sẻ đi. Thế mình phải thoáng thoáng lên tí. Thế là ngon rồi. Ok đi nhá, em đang có mấy cục. Thôi làm việc đi, lúc nào ấy thì cho anh em. Vâng, đi nhá. Vâng. 82804. 82789. 31 đi mày. Đi công vừa đây chứ bảo tối vào chấm được quá. 8283. Được 10 con một hộp. 82805. 82808. Đây.
8, 2, 8, 40. 40 con này.